Xin chào tất cả mọi người. Đây là cái quang cảnh phá cũ Trung thu ở Rukvilovy. Hôm nay là có mấy món đồ chơi cho bọn nhóc nó chơi. Mình sẽ nói sơ qua về mấy cái món đồ chơi này. Ok. Chào mọi người. Mình cao lên một chút nữa nào. Rồi. Đảm bảo là đã ok. Nào, siro nằm xuống nào. Mina ra đây. Xuống này cho Mina nằm luôn. Ok. Mina lấy cục nào. Đây, cho Mina cục này đi. Thôi, siro nằm xuống. Siro nằm xuống đi. Nằm xuống siro sang bên này. Nằm xuống. Được rồi. Thế Messi nằm đấy. Messi nằm đây. Siro, Messi. Nằm xuống. Quay mặt về đằng trước. Đây, đồ chơi của Messi đây. Pila ra đây. Nằm xuống. Quay mặt về kia. Quay mặt về đây. Không, không ai nằm thế được, không ai quay mông vào đại hội thế được. Quay mặt về đằng trước mà. Mặt đâu? Đúng rồi. Lùi mông lại. Ok, được rồi. Bỏ Pila đây. Bỏ Pila cái này nhá. Siro nằm đây. Siro nằm xuống. Rồi, nằm ra. Đừng có chắn chỗ của mẹ. Nina nằm đây, cho Nina cục này. Hôm nay đúng cái dịp Trung thu của trẻ con, sắm cho chúng nó một loạt đồ chơi để thử xem là những cái đồ chơi này nó sẽ tồn tại được bao lâu. Với cái đội thánh phá này, xem là cái đồ chơi này nó là cái đồ chơi bằng cao su tự nhiên thì xem nó có tồn tại được lâu không. Cái này là nó có các cái gai này là tác dụng của nó là để làm sạch răng, làm sạch răng lợn, cho nên là lấy cái đồ chơi này nhiều, hy vọng mà nó có thể tồn tại nó bền được. Bởi vì là bọn rốt là cái răng của chúng nó rất là khỏe và nó tàn phá đồ chơi thì nó tàn phá kinh khủng lắm, chứ nó không như là các giống khác. Cái răng của nó rất là khỏe, chơi đồ chơi là bảo nó phá là khủng khiếp lắm. Không, Nina ở đây chờ nào. Nina bây giờ bé nhất nhà rồi đấy, cho Nina ở đây để một mình Nina ở nhà này, để cho Nina không chơi cái này bọn thùng đà, để cái chân sau của Nina khỏe lên. Bởi vì nếu mà cứ chơi theo cái kiểu nô cả một lũ với nhau cứ chạy rầm 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 thì cái con chó nó ở tuổi này nó nặng cân, cái khớp của nó không chịu được. Cái chân trước của con chó nó rất là khỏe nhưng mà cái chân sau thì nó không chịu được, cái khớp chân sau nó không chịu được cái sức nặng, cái phần nặng của những cái con chó mà nó to con. Khi mà nó nuôi được nuôi một mình thì nó rất là ok, bởi vì cái vận động của nó đi lại bình thường, hoặc là nó có chạy nó cũng không có chạy hết tốc lực. Còn khi mà nó được nuôi ở trong bầy của nó ấy, thì các cái con ở trong cùng một bầy ấy là nó cái sự cạnh tranh ở trong bầy, nó phi hết tốc lực, nó cố gắng làm sao để mà nó chạy cho làm sao cho nó nhanh nhất. Và như thế nếu mà mọi người mà nhìn cái video chúng nó chạy cho nó phi hai chân sau mà nó phi nhanh lắm, vun vút, không có cái khớp nào chịu nổi được cái sức nặng với cái sự vận động như vậy của cái con chó ở cái giai đoạn này. 3 tháng gần 4 tháng. Thôi Siro chơi bên ngoài được rồi, không cần phải giấu đồ làm gì. Nhà mấy cái món này thì cái giá tiền của nó dao động, ở đây thì lại không có giá. Ở đây thì có số lượng nhưng mà lại không có giá.
Nào, đây là mình đang lấy thử nghiệm của một cái công ty sản xuất các cái đồ chơi theo cái tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, thử đồ chơi cao su tự nhiên cho chó, đồ chơi và đồ làm sạch răng. Nhưng mà cái giá khi mà kiểm tra cái mức giá thì nó tùy loại, cái giá niêm yết của người ta thì nó tùy loại, nó dao động từ khoảng 120 với những cái món đồ chơi to này, nó từ khoảng 120 cho đến khoảng 180 một món, là những cái món to theo kiểu như này này, những món to cân nặng khoảng tầm 3 lạng, 2 lạng rưỡi đến 3 lạng rưỡi cao su. Kia của siro kia mà, tại sao siro còn ra lấy cục này thơm hơn hả? À, trời rất là tinh quái, toàn thành phần chơi một nhận hai thôi. Ra cái đằng này chơi ở Hải, anh đã quay video ở đây cơ mà. Nào, Messi cầm quả bóng ra đây, cầm quả bóng ra đây. Đâu có bóng to đâu, cầm bóng to ra đây. Đây chơi ở đây. Cục kia của siro đâu, mà siro lại ra đây này lấy tiếp. Này Pila nữa. Pila một đống đồ của Pila ở kia rồi. Còn này nó như trẻ con này mọi người. Nó chơi là nó theo cái kiểu nó chưa nhận phần, là chơi là đồ của mình có rồi nhưng mà ra khuân và để hết vào một chỗ. Chỗ mỗi con nằm là 3-4 cục. Anh không chơi, chị không chơi, chị cứ để đấy thôi. Chị để đấy 3-4 cục để không lấy còn gặm chơi một cục thôi, chứ không chơi nhiều. Đấy, lúc nào có đồ chơi đấy nhưng mà tất cả đồ chơi này là của anh nhá. Cho phép siro lấy một cục, siro chọn đi, siro chọn cục nào ở trong những cục này, lấy cục nào, rồi lấy cục to ra đây nằm chơi ở đây thì được chơi chung. Rồi nằm ở đấy chơi được rồi, thế thì được chơi chung. Thế thì chơi chung với em, thích gặp cục nào thì gặp nhưng phải nằm im đấy. Nha. Nằm tranh với em. Tranh với mẹ thì được chứ em bây giờ nó đang tuổi, nó chiếu một tuổi thay răng đấy. Tranh với em mà làm em nó gãy răng này, em nó cùn lên là em nó lại táng nhau đấy. Đây này. Lời thấy không? Cái cho nên là cần những cái nào siro xích ra nào. Cho nên là cần những cái món bằng cái cao su hoàn toàn là vì như vậy. Đây mọi người nhìn nha, vừa mới cho ra nó chơi một tí này. Thôi nào. Khi cái đồ mà nó bằng nó có dây ấy, là một tí thôi là nó đã cắn đã gần đứt dây rồi này. Đây là cái đồ mà nó có dây. Cho nên là cái món này là làm cảnh thôi. Món này là sẽ đảm bảo là ngày mai là sẽ mỗi quả nằm một chỗ, nhưng mà ok chỉ cần còn quả là được rồi, bởi vì chúng nó thích chơi cái trò kéo co kiểu như này này. Nhưng mà nếu mà một con mà kéo thắng thì là nó sẽ đứt dây. Ok đấy, nó thích chơi theo kiểu kéo qua kéo lại như vậy. Đây cái này gặp cũng được này, có đứa nào chơi không? Chúng ta kéo co với nhau nào, cần cắn chắc vào. Rồi. Đấy, chơi kiểu này. Hay nha, cưa xẻ. Hay nha. Rồi, siro giỏi quá. Cho chúng nó thắng thì nó mới vui. Chúng nó như trẻ con này, chơi thì nó phải thắng nó mới vui, chơi mà cứ để cho nó thua thì nó không vui, thích. Nó không vui. Cắn chặt vào.
này, cắn cái này này nó mới cọ vào răng này nó mới sạch. Cái này là chỉ cho chơi một hôm bằng cái dây này thôi, chứ còn hôm sau là sẽ tháo cái dây này ra này, bởi vì cái dây này khi mà nước bọt cho nó chơi vào ở mình là nó rất là ẩm, nước bọt nó dính vào đây là nó sẽ dính, nó cọ đất cát này kia là một. Cái thứ hai, nếu mà vào những cái đợt thời tiết nó ẩm thì nó sẽ rất là nhanh mốc, ẩm mốc ở những cái thừng này. Cho nên là cái mà lâu dài là những cái như thế này, cái 100% có như thế này. Đây, Nina thánh lắm. Nina một lúc là Nina phải cầm, củ cái. Ok, thằng ấy lên chơi đi. Bà Pila đang thay nâu, đang thì thay lông, cho nên là lông rụng khắp nhà, toàn lông của Pila thôi. Nó si với siro thì thay xong rồi. Mỗi một lần chúng nó thay lông mà lông rụng như thế này thì nó sẽ kéo dài khoảng tầm 1 tuần đến 10 ngày. Đây, Nina một mình nhận đẻ lên một cái gặm hai cái. Nina không thích cái này bởi vì cái này to quá. Đấy, thấy không? Gặm cái xanh đè cái vàng, nhưng mà sẽ giữ cái hồng, cái da cam, cái cà rốt. Nhìn nó thế thôi, nhưng mà nếu mà con nào mà vào mà tranh bất kỳ một trong ba cái của nó là nó sẽ gừ đấy, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Rồi, đúng rồi, gặm thế là nó sẽ sạch răng.